Chào, có bao nhiêu? Đấy, mấy hôm nay nhà có tí việc nên là hôm nay là chưa quay được. Hôm nay mẹ lên tiếp tục em lên sản phẩm cho các bác. Đấy, mở hàng sáng nay thì em lên cho các bác là con Onkyo có mã là 7GXDV. Đấy. Với cái mã này thì các bác có nhiều cái hay ho lắm các bác, rất là nhiều cái hay ho. Đấy. Thì để biết em nó hay ho như nào và sử dụng ra sao. Đấy, thì sau đây em sẽ mời các bác cùng em đi vào phần chi tiết. Đầu tiên thì em xin mời các bác nhìn qua hình thức một chút nhé. Đấy, các bác nhìn qua hình thức một chút đi. Hàng bãi thì nói chung là nó cũng khó tránh khỏi được cái chuyện gọi là bụi bặm này, hay là nó hơi xước xát nhẹ một tí. Cái này thì nó không tránh được các bác nhé. Bất kể một con hàng nào cũng vậy thôi, kể cả hàng đấu mạng cũng vậy. Đấy. Thế thì người ta mới gọi là hàng bãi các bạn, chứ còn bảo là nó nhẵn nhụi rồi mới tính con như view đây, nó cứ mới như cái mặt này, nó cứ mới kính con như này thì ai người ta gọi là hàng bãi đúng không ạ? À, với con này thì em vừa bảo các bác là nó có rất là nhiều cái hay ho ở đây. Thì cái thứ nhất đó là con này là ví dụ sau này các bác mà có muốn nâng cấp lên nhá, để làm một cái dàn xem phim đấy, vừa kết hợp nghe nhạc và kết hợp xem phim rất đơn giản. Các bác chỉ cần mua loa center, loa vệ tinh và cặp loa chính của nó là các bác kết nối vào đây, súp lỡ kết nối vào đây. Đấy, đây là cái cổng kết nối súp này thì mình xem phim rất là hay. Với những cái dòng này nhá, thì ví dụ các bác mà có làm xem phim thì nó sẽ hay hơn cả những cái dàn 5.1, bởi vì dòng này là nó sẽ công suất của loa rồi mọi thứ, nói chung là tổng thể của nó thì là súp điện nữa, thì nó độc lập, gần như nó độc lập hết các thứ với nhau. Thế nên là cái chất âm của nó sẽ tách bạch và nghe nó xem phim nó rất là sướng, nó to và nghe rất là sướng. Đấy, còn loa để mà chuyên xem phim thì nghe nhạc cũng được thôi, mà cũng được thôi các bạn nhá, chứ còn để mà bảo hay như những cái dòng này thì không được. Đấy. Thì đấy là em giới thiệu một chút là về cái tính năng gọi là để xem phim của trên cái con công suất này. Còn ví dụ các bác nào mà muốn kết nối điện thoại hoặc cả máy tính thì như em đang cắm đây. Ở đây em sẽ chọn là cổng line in. Đó. Thì đây để cắm điện thoại máy tính. Còn đây là cổng quang. Quang thì có hai cổng out và in, thì em sẽ chọn là cổng in. Đấy, còn cổng out ở đây thì đèn nó sẽ cổng out này thì các bác dùng này, nó sẽ là đèn màu đỏ này. Đấy, nó xuất tín hiệu quang ra, đường truyền ánh sáng đấy. Đấy, còn ở đây thì em sẽ dùng cổng quang in làm cắm sẵn đây rồi. Đấy, con này thì các bác có thể phối loa từ 4 đến 16 ohm là được. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật, công suất của máy đạt 65W. Nhiều bác hay thắc mắc với em là em ơi, sao anh hay thấy em đọc công suất của máy là 48? Đấy, vị như dòng X7 công suất chỉ 48 thôi. Đấy, rồi 50, 55, đấy, 60, 65. Tại sao lại công suất nó bé như vậy mà lại đánh những con loa mà công suất là 70W một loa, tổng hai loa lên tới cả 140W, hoặc có những con lên tới 120W một loa nó vẫn đánh được. Thì các bác, như các bác đã biết thì với dòng công suất thì khi họ ghi trên này đó là công suất thực, tức là 65W là công suất thực của máy. Còn với loa thì theo em nghĩ nhá, thì họ ghi là 70W một loa, nhưng đấy là công suất của nó, là công suất maximum. Còn ví dụ như là độ dao động của nó thì nó cũng chỉ khoảng tầm khoảng bốn mấy hoặc năm mấy đổ lên thôi. Đấy. Đấy, thì đấy là loa. Đấy, còn công suất của nó, ví dụ là mình thường thì người ta sẽ tính là 70 là một loa hoặc gì đó. Còn mình em cứ hay đọc nhanh là tổng hai loa là 140. Đấy. Đấy, thì thông thường nó sẽ là như vậy. Nói chung thì theo quan điểm của em và cách nghĩ của em ấy, theo cách nghĩ của em thì người ta đã sản xuất ra một con công suất như thế này đấy, và loa người ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Tức là gì? Tức là hai cái sản phẩm này người ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi thì họ mới ghép vào nhau. Bởi vì người Nhật người ta không làm giống như cái đơn vị khác, cái nước khác, đó là sản xuất gọi là cứ thế mà làm thôi, còn chất lượng ra sao và nó có được hay không được thì không quan tâm. Đấy. Thì đấy là cái người Nhật em nghĩ là họ không mà họ làm, mà họ làm cái gì họ đã tính toán rất là kỹ. Cái phần công suất này nó phải tương đương với loa. Đấy.
Ví dụ như con X7 công suất của máy nó là 48 nhưng mà loa nó là 140W tổng hai loa, tức là 70W một loa. Đấy thì người Nhật người ta tính toán rồi, chứ không đơn giản là người ta cứ thế người ta làm, đúng không ạ? Cái đấy thì có phải công nhận với em đúng không ạ? Đấy. Và những cái hàng này là hàng sử dụng trong nội địa của họ, thế nên họ làm rất là cẩn thận và cầu kỳ. Đấy, họ làm cho chính người dân của họ mà. Thì cũng như Việt Nam mình thôi, ví dụ mình có những cái gì nó ưu ái độc quyền là chỉ có Việt Nam mình mới dùng được thôi. Đấy, họ chỉ dành cho thị trường Việt Nam mình thôi. Đấy là sự ưu ái của đất nước mình dành cho chính mình. Đấy, tôi bán ra ngoài tôi kiếm cả tỷ đô, tôi kiếm cả triệu đô rồi. Nhưng dân của tôi, người của tôi phải làm một cái sản phẩm gì đó là phải chất lượng phải tốt. Đấy, để cho người dân người tôi dùng. Đấy thì bên Nhật người ta cũng như vậy và công nghệ của Nhật người ta đi trước mình cả 3 40 năm thì có biết rồi. Đấy. À, con này thì em có test ở đây thì em sẽ test thử các chức năng nha. Thứ nhất là đường quang. Đấy, thứ nhất là quang. Thứ hai là CD. Thứ ba là điện thoại. Cái CD này thì gọi là em test thêm cho vui nhá. Còn kẻ có chạy không chạy thì em không quan tâm hai cái này. Đấy, hai cái này không quan tâm. MDC không quan tâm bởi vì bị trái dùng. Còn em bán cái này chính là giải mã nhá. Rồi, em sẽ test điện thoại trước này. Vâng, thì đấy là đường điện thoại. Còn em sẽ test cái phần đường quang này. Rất đơn giản, các bác chỉ việc chuyển cổng cho em đây là input. Các bác chuyển cho em về chế độ digital. Ở dòng Onkyo sẽ là digital. Còn ở các hãng khác thì nó có thể là OPT hoặc gì đó. Một thời gian qua, nước non vui niềm thái trời viết âu ca, xuân qua thềm nơi cánh hoa, vạn niềm thương yêu còn chờ phút xuân về. Đấy đường quang nhá, CDM test thêm này. Các cái này nó là vừa dòng DVD mà cũng có thể là kết hợp được cả CD coi nhá. Đấy, thế nên là mình về mình riêng cái phần DVD nó luôn là em không bao chạy. Còn cái CD này ở đây em có đĩa thì em mới test thôi. Đấy, DVD nhà em không có đĩa nên em chả test được.
Con này có vẻ là CD không đọc. Rồi ok. Đấy. Nói chung thì cái hàng này có biết thừa rồi, có thể hôm nay đọc mai nó không đọc là bình thường. Đấy. Thì thôi con này thì nếu mà có CD như em vừa bảo từ đầu ấy, thì giá của nó sẽ là 1.250.000, nhưng mà thôi con này thì không CD thì thôi. Em xả cho bác là còn 990. Ok chưa ạ? Đấy, 990.000 cho con X7 XDV này. Con này bác nào mà nói chung là thực ra bây giờ chả ai dùng CD đâu, nhưng mà thôi em cứ bán kèm đấy thôi. Đấy thì bác nào mà làm giải mã này, làm công suất này, đấy thì alo ngay cho em lấy con 7XDV này về, mà sau này kết hợp xem phim rất tiện. Đấy mà giá có 990 thì quá rẻ rồi. Đấy thì bác nào chốt thì nhanh tay alo ngay cho em nhé. Vâng.